Vâng. Bật nguồn nhá. Thế nó sẽ báo bật nguồn. Mở nguồn này. Thế ông chủ đang hướng dẫn hay con là Bueller về đây cái CD 3 là không có đĩa, không tóm lại là không đĩa, còn đây là cửa CD. Là cái đĩa đâu? Cái đĩa. À. Ra đó. Đây là cái cửa, ấy chứ này. Đó, đây là cửa CD. CD thì nó loát đĩa này. Nó báo bao giờ? Nó báo là 10 bài 53 phút 4 mấy giây này. Không, cái đĩa này nó không ghi tên bài hát. Nó để nó lô lên. Đấy, chạy đĩa này. Chạy đĩa thì không nói làm gì. Nhưng mà cái này rung. Nó rung theo loa. Rồi, đây là chạy đĩa. Hiểu không? Thôi bây giờ không dùng nữa, để làm giải mã ta ra đĩa. Cái loa bát 40 đâu thế. Bát 40 nó đánh cho tung cả đầu. Đấy, thì bây giờ khi làm giải mã thì mình chỉ cần ấn này. Để nó báo không đĩa đĩa gì đã này. Mình báo, mình chuyển ấn đây cái này. Đây là giải mã điện thoại. Riêng giải mã analog thì nó có to nhỏ đây này. Đấy, thì mình để không thông. Đấy, AutoVCAN quát có 3 đường giải mã, 3 đường vào. Đấy, đường vào. Đấy, quang đấy. Đường quang đấy. Đấy, thì bây giờ khi mình ấn top một cái là nó báo về đĩa này nha. Thì khi giải mã ta chỉ cần ấn rách một cái, bỏ đĩa ở đây ra và ấn rách một cái thì nó báo luôn. Đây là giải mã quang này. Chúng ta không làm được đâu, chúng ta gặp rắc rối gì là còn chuyển thể. Giải mã thì ta chuyển là chỉ ít phút đây. Cho áp này. Đây là đường analog. Và riêng đường analog thì nó có thay đổi to nhỏ được. Còn quang thì nó fix luôn. Quang là fix rất dễ. À, còn khi ấn bất kể cái gì ở đây cái thì nó chuyển sang chế độ đĩa ngay. Thôi được rồi, em hiểu rồi. Đấy, rất đơn giản, đây là ra đĩa, vào đĩa. À, rất đơn giản. Thật ra nhiều lúc ý, rất nhiều người không hiểu được mà không nhớ, cứ điện thì gặp hàng thì chịu. Cái khó điều khiển nhất là khi các ông lấy vợ về rất khó điều khiển. Mẹ nó toàn điều khiển ngược lại mình. Thế mà không, biết ngay cái câu trước rồi sao. Xong rồi con ơi, đóng cho anh đi con. Rồi, cảm ơn nhá.